Em chào các bác. Mẫu quản lý nguồn DBX VS1033 lại tiếp tục lên đường để phục vụ tất cả bác và anh em. Đợt này đang có giá khuyến mại rất là rẻ với cái dòng DBX VS1033 này. Mức giá khuyến mại bên cửa hàng Tùng Audio chỉ còn 1.100.000 đồng. Với một con quản lý nguồn như này thì các bác và anh em yên tâm chơi những cái dòng trang thiết bị âm thanh gia đình một cách hiệu quả và an toàn nhất nhé. Em xin giới thiệu qua cho bác và anh em nào đang mới xem kênh của Tùng Audio. Đây là mẫu quản lý nguồn bán rất là chạy hàng bên cửa hàng Tùng Audio với hình thức rất là sang trọng, phiên bản màu trắng để các bác và anh em rất dễ phối đồ những trang thiết bị âm thanh nhà mình. Và con VS1033 này thì có rất là nhiều cổng để cho bác và anh em cắm đầy đủ các trang thiết bị nhà mình luôn. Có 8 cổng mặc định này, có 8 cổng mặc định. Ngoài ra thì sẽ có thêm một cổng phía trước mặt để các bác và anh em có thể cắm những cái trang thiết bị khác. Và các bác và anh em nhìn thấy con cầu giao tổng của em DBX không ạ? Đấy. Khi các bác và anh em sử dụng với cái con quản lý nguồn này thì tất cả trang thiết bị của bác và anh em sẽ hoạt động một cách an toàn này, hiệu quả này. Đấy. Đây là mặt trước của em DBX VS1033 nhé. Đợt này đang có giá khuyến mại, em nhắc lại một lần nữa là giá là chỉ còn 1.100.000 đồng thôi. Hết giá khuyến mại thì bên em sẽ đưa trở lại với mức giá bình thường là 1.300.000 bác nhá. Đấy, liên hệ trực tiếp bên em sẽ có giá ưu đãi dành cho tất cả bác và anh em đang muốn sử dụng một dòng sản phẩm quản lý nguồn như thế này. Đây là mặt trước của em VS1033 này. Đấy, các bác và anh em nhìn qua một lần nữa nhé, công tắc nguồn này. Và ở đây thì sẽ có một cái cổng cắm cho các bác và anh em có thể là cắm điện ngủ đấy. Thì tí nữa thì em sẽ cắm điện cho các bác và anh em xem về cái hình thức khi các bác và anh em lên đèn. Đây là mặt sau của em VS1033, các bác và anh em nhìn thấy không ạ? Đầu tiên là dây cắm nguồn này. Đấy, các bác và anh em nhìn thấy cái sợi dây cắm nguồn chưa ạ? Cực kỳ là to, vững chắc như thế này thì em chắc chắn là sử dụng những cái trang thiết bị thì sẽ an toàn. Đấy. Và tiếp theo này, các bác và anh em nhìn rất là nhiều cổng cắm cho bác và anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cổng. Đấy, 8 cổng cắm luôn các bác ạ. Thế là về các bác và anh em có thể là cắm 8, 9 cổng cắm thoải mái các bác và anh em sử dụng những trang thiết bị nhà mình. Ngoài ra thì ở đây sẽ có một cái cổng đấu lối ra công tắc khác các bác nhá. Đấy, cổng dây đấu lối này thì có tác dụng là ví dụ các bác và anh em không muốn bật nguồn ở cái phía trước mặt nữa thì các bác và anh em có thể đấu lối ra một cái công tắc nào đó để các bác và anh em dễ sử dụng hơn. Đấy, và bây giờ em cùng các bác và anh em sẽ lên nguồn cho em DBX VS1033 này. Đây, khi các bác và anh em lên nguồn đấy, các bác và anh em nhìn thấy không ạ? Một cái mặt màn hình điện tử màu xanh dương rất là đẹp. Đấy, và em thấy là cái nhà sản xuất người ta thiết kế một cái màu sắc màu xanh dương lại kết hợp với màu trắng bạc như thế này thì em nghĩ nó khá là hài hòa. Khi các bác và anh em sử dụng một con quản lý nguồn DBX VS1033, em nghĩ là đây là mức giá mà từ trước đến nay rẻ nhất của một cái dòng mà quản lý nguồn DBX VS1033 như thế này, giá chỉ có 1.100.000 đồng thôi. Và em đảm bảo là đây chắc chắn là giá sàn của dòng sản phẩm quản lý nguồn này rồi, không đâu có giá rẻ hơn với một cái bộ sản phẩm quản lý nguồn VS1033 như thế này đấy. Và khi các bác anh em nhận hàng nhất sẽ có một cái đèn nét, đèn ngủ đấy các bác ạ, đấy, rất là đẹp. Để các bác anh em cắm vào cái lỗ cổng đây, vừa nãy em đã nói đấy, có một cái lỗ cổng cắm đèn ngủ cho các bác anh em đấy. Khi các bác anh em cắm này, cắm cái đèn này vào thì các bác anh em nhìn thấy không ạ? Đèn sáng trắng rất là đẹp đấy. Các bác anh em có thể là cắm làm đèn ngủ hoặc là cắm để nó trang trí hơn cái phòng hát gia đình nhà mình. Đấy, phòng khách cũng rất là đẹp với một cái con đèn ngủ có cái đèn nét trắng như thế này. Đấy, và sử dụng cái DBX VS1033 như thế này thì đảm bảo bác anh em nhé, những cái trang thiết bị âm thanh nhà mình sẽ sử dụng một cách an toàn nhất và hiệu quả nhất. Đấy, khi mà có hiện tượng xảy ra là cháy chập lổ này thì cái cầu giao tổng này tự khắc nó sẽ bị ngắt đấy. Và các bác anh em sử dụng với cái cổng với cái quản lý nguồn như thế này thì các bác anh em có thể là bật theo chế độ từ những cái cổng từ auto từ 1 đến 8 hoặc tắt từ 8 xuống 1 đấy. Khi các bác anh em cắm vào thì nó rất dễ sử dụng với con DBX VS1033 này. Bên em đang bán cái mẫu quản lý nguồn VS1033 này rất là chạy các bác ạ, rất là chạy hàng. Đấy, đợt này thì về số lượng cũng rất là nhiều, phục vụ tất cả các bác và anh em từ Bắc, Nam và miền Trung đấy. Và với bộ sản phẩm này thì bên em bao ship các bác nhá, chỉ có 1.100.000 đồng thôi, bao ship tận lơ các bác và anh em cứ sử dụng thoải mái nhá. Video của em xin dừng lại tới đây, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.